Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, quân đội Nga đã cho nổ tung cây cầu Zatoka ở Odessa, cắt đứt đường vận chuyển vũ khí và thiết bị của NATO đến Odessa qua Moldova. Quân đội Nga đã sử dụng một số tên lửa chống hạng siêu thanh P-800 để cho nổ tung cây cầu. Vụ tấn công được coi là một đòn đáp trả vụ tấn công cầu Crimea. Có thông tin cho rằng quân đội Nga có thể tấn công nhiều cây cầu quan trọng hơn tại Ukraine trong tương lai và cuộc tấn công cầu giữa hai bên có xu hướng leo thang hơn nữa. Quay trở lại, ngày 17 tháng 7, cầu Kerem ở Nga bị một chiếc thuyền không người lái tấn công, khiến đường bộ của cầu bị gián đoạn, khiến cho hai người thiệt mạng. Đây là một vụ tấn công lớn thứ hai sau khi một chiếc xe tải phát nổ trên cầu Kerem vào tháng 10 năm 2022, làm gãy cầu và bốc cháy nhiều thùng nhiên liệu trên một đoàn tàu chở hàng trên cầu đường sắt. Trong một thời gian làm thế nào để bảo vệ cầu chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù trong thời chiến đã trở thành một chủ đề nóng những cây cầu đóng vai trò là hạ tầng quan trọng kết nối giao thông trên đất liền và xuyên biển đảo trong thời chiến nên bảo vệ những cây cầu như thế nào cầu krum thường xuyên bị tấn công điều này tác động nhất định đến nguồn cung cấp hậu cần cho tiền tuyến của nga binh mã không động lương thảo đi trước một khi chiến tranh rời xa hậu cần hoặc hậu cần hỗ trợ không theo kịp nhu cầu của tiền tuyến thì có thể dẫn đến thất bại của chiến tranh. Trong đó, với vai trò là đầu mối quan trọng của mạng lưới giao thông vận tải và giao thông chiến lược của một quốc gia, cầu không chỉ là một cơ sở hạ tầng quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân và đời sống của người dân, mà nó còn đảm nhận nhiệm vụ cung cấp vật tư, vũ khí quân sự trong thời chiến. Cho dù đó là chiến tranh thế giới thứ nhất hay thế chiến thứ hai, hay là các cuộc chiến tranh và xung đột trước đây đã nổ ra trong những thập kỷ gần đây. Các bên tham chiến thường bảo vệ những cây cầu của mình để vận chuyển vật liệu và cố gắng phá hủy các cây cầu của kẻ thù làm gián đoạn việc triển khai và cung cấp hậu cần thông thường của họ. Điều này phản ánh tầm quan trọng của những cây cầu trong các cuộc chiến tranh. Điển hình chúng ta có thể thấy trận tấn công và phòng thủ cầu Hàm Rồng trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Cây cầu nằm gần thành phố Thanh Hóa ở miền Bắc Việt Nam, có tổng chiều dài 500m, rộng 11m. Không chỉ là tuyến giao thông rất quan trọng, mà còn là huyết mặt chính vận chuyển vật tư chiến lược cho quân đội Việt Nam. Sau khi quân đội Mỹ nhận thấy tầm quan trọng của cây cầu đối với quân đội Việt Nam, họ phát động chiến dịch sấm rền vào năm 1965. Sau đó, quân đội Mỹ cử máy bay ném bom sử dụng nhiều loại bom trên không, thực hiện cuộc ném bom quy mô lớn vào cầu Hàm Rồng nhằm cắt đứt đường vận chuyển quân sự để phá hủy cây cầu kiên cố này, quân đội Mỹ đã cố gắng hết sức để đạt được mục đích. Trong giai đoạn này, do quân đội Việt Nam triển khai một số lượng lớn tên lửa phòng không và các súng phòng không xung quanh cầu nên máy bay quân sự Mỹ đã gặp rất nhiều thiệt hại. Với sự tiến bộ của công nghệ, trong khi khả năng xây dựng cầu của các quốc gia đã được cải thiện rất nhiều, khả năng tấn công cầu của kẻ thù cũng đồng thời được cải thiện. Sự xuất hiện của các loại vũ khí như bom hàng không dẫn đường chính xác, tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm tên lửa không đối đất ngày càng mạnh và có độ chính xác trúng đích ngày càng cao, khiến cho các cây cầu ngày càng bị đe dọa. Ví dụ như trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, quân đội Mỹ đã sử dụng vũ khí dẫn đường bằng laser và tên lửa không đối đất để phá hủy hơn 40 cây cầu dẫn từ Iraq đến Kuwait. Trong cuộc chiến tranh Kosovo năm 1999, để buộc quân đội Nam Tư phải đầu hàng, quân đội NATO đã sử dụng nhiều loại đạn dẫn đường phá hủy hơn 50 cây cầu ở nước này, cắt đứt việc triển khai quân. Tính đến nay, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra hơn 500 ngày. Hai bên không chỉ đọa sức trên không mà còn tiến hành hàng loạt cuộc tấn công và phòng thủ xung quanh nhiều cây cầu trọng điểm. Trong cuộc xung đột, để ngăn chặn quân đội Nga tiến quân và vận chuyển khí tài, quân đội Ukraine tìm mọi cách tấn công các cây cầu do quân đội Nga kiểm soát, đặc biệt là cầu Atonovsky trên sông Donetsk. Cầu Krim cũng là một mục tiêu trọng điểm của quân đội Ukraine. Cây cầu bao gồm một cầu đường sắt và một cầu đường bộ là liên kết duy nhất nối bán đảo Krim với đại lục Nga. Nó dài 19 km và là cây cầu dài nhất châu Âu. Công suất thiết kế là 40.000 phương tiện mỗi ngày, số đoàn tàu là 47 đôi. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ cầu Crimea trở thành tuyến đường cung cấp hậu cần quan trọng cho quân đội Nga chiến đấu ở miền nam Ukraine. Mọi dòng vật tư từ quân sự, vũ khí, thiết bị và nhân sự đã từ bán đảo Crimea thông qua cây cầu này vận chuyển đến Kherson cũng như Zaporozhia. Vào ngày 8 tháng 10 năm 2022, cầu Crimea bị quân đội Ukraine tấn công. Vụ nổ làm hư hỏng mặt đường cầu, khiến cho một đoàn tàu chở nhiên liệu bốc cháy, giao thông trên cầu bị tê liệt sau đó tổng tư lệnh quân đội Ukraine công khai thừa nhận rằng cuộc tấn công vào cầu Kerem là công việc của quân đội Ukraine. Cây cầu đã bị tấn công bởi một chiếc thuyền không người lái và quân đội Nga tuyên bố rằng nó đã được hạ thủy bởi quân đội Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga ngay vào chiều ngày 17 tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố trên cầu Kerem, đồng thời nói rằng nhận xét của chính quyền Kiev về vụ việc đã xác nhận sự thật rằng giới lãnh đạo và cơ quan tình báo Ukraine có liên quan đến vụ tấn công. Zhukov, phát ngôn viên của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, từ chối thảo luận về lý do của những sự cố nêu trên trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine vào ngày 17. Nhưng dẫn lời ông Buranov, Giám đốc Tổng cục Tình báo nói rằng cây cầu Crimea là thừa thải. Cả hai cú va chạm vào cầu Crimea đều chỉ gây hư hại cho phần kè giữa của các nhịp cầu. Các trụ cầu không bị hư hại về kết cấu và tiếp tục được sử dụng sau khi cầu được thay thế. Ví dụ, sau khi cây cầu bị đánh bom vào tháng 10 năm 2022, nó đã được mở cửa trở lại hoàn toàn vào năm 2023 bằng cách thay thế cây cầu và đặt mặt cầu. Cầu Crimea bị đánh bom mặc dù không làm gián đoạn nguồn cung cấp sinh hoạt và quân nhu của quân đội Nga cho bán đảo Crimea, nhưng nó có thể trì hoãn tốc độ và sức mạnh tấn công của quân đội Nga ở một mức độ nhất định, tăng thời gian và chi phí vận chuyển. Các cây cầu khác với các đường cao tốc, một khi bị phá hủy thì rất khó có thể khôi phục giao so thông trong một thời gian ngắn. Vì vậy, việc ngăn chặn cầu bị địch phá hủy trong thời chiến trở thành một đề tài nghiên cứu quan trọng của quân đội các nước. Theo quan điểm hiện tại, chủ yếu là có các phương pháp sau để ngăn chặn cầu bị địch phá hủy. Phương pháp đầu tiên là việc triển khai nhiều hệ thống vũ khí phòng thủ. Triển khai vũ khí phòng thủ gần các cây cầu lớn và trung bình quan trọng trong thời chiến là một thông lệ phổ biến đối với quân đội nhiều quốc gia khác nhau nhằm đánh chặn máy bay, tên lửa hoặc máy bay không người lái tự sát, mìn, tàu ngầm và các vũ khí khác tấn công từ sông và biển. Ví dụ, kể từ khi khánh thành cầu Krum, Nga đã bảo vệ nó một cách toàn diện. Các máy bay chiến đấu Su-30SM, S-300, hệ thống S-400, hệ thống tho m 2 tàu chống phá hoại, thiết bị giám sát suy nước và các loại vũ khí tiền tiến khác được triển khai gần cầu, tạo thành một hệ thống phòng thủ đa cấp và ba chiều. Tiếp theo là một loạt các phương tiện thực hiện việc can thiệp chung với các loại vũ khí. Thứ nhất là thực hiện can thiệp hồng ngoại, đốt cháy chất thải xung quanh các cây cầu quan trọng, lắp đặt các nguồn gây nhiễu hồng ngoại, phóng hoặc thả môi nhử hồng ngoại, làm giảm hiệu ứng phát hiện hồng ngoại của vũ khí dẫn đường chính xác của kẻ thù. Thứ hai là thực hiện gây nhiễu điện tử chủ động. Ngày nay công nghệ gây nhiễu điện tử ngày càng tiên tiến, trong thời chiến có thể tổ chức lực lượng đối phó điện tử trang bị thiết bị gây nhiễu tên lửa máy bay không người lái và các mục tiêu khác ở các hướng phòng thủ quan trọng của cây cầu và các nút thời điểm quan trọng khiến thiết bị điện tử của họ tạm thời bị mù hoặc không thể hoạt động bình thường thứ ba là thực hiện gây nhiễu thủ động giải bột kim loại vỏ kim loại hoặc các vật gây nhiễu kim loại khác trong một khu vực rộng lớn xung quanh cầu trong khoảng thời gian nhất định đồng thời thiết lập các gương phản xạ và các mô nhử khác đánh lừa và dụ thiết bị trinh sát của đối phương. Vào tháng 6 năm 2022, khi truyền thông phương Tây đăng tải thông tin quân đội Ukraine tấn công cầu Crimea, ngoài việc tăng cường hơn nữa năng lực đánh chặn phòng không của cầu Crimea, quân đội Nga còn triển khai xa lan được trang bị một số lượng lớn gương phản xạ góc ở vùng biển gần cầu để thu hút thiết bị dò radar của tên lửa và ngăn chặn tên lửa chống hạm Ukraine có thể tấn công cầu. Đồng thời, quân đội Nga cũng tiến hành nhiều cuộc diễn tập thả màn khói ở vùng biển gần cầu và trên cầu. Màn khói này có thể che phủ đồ dò ảnh hùng ngoại của các loại vũ khí dẫn đường chính xác và thiết bị do quang học do máy bay chính xác của NATO mang theo, khiến cho việc xác định cầu không thể chính xác. Thứ ba là thực hiện thiết kế chống hư hỏng và có biện pháp gia cố các cây cầu quan trọng. Ví dụ, đối với các bộ phận trọng yếu như trụ cầu, sầm thép, tính toán một cách khoa học khả năng chịu lực, đồng thời bổ sung các kết cấu khung thép hoặc các cấu kiện xi măng xung quanh nhằm nâng cao khả năng chống lại sự hủy diệt của vũ khí địch trong thời chiến. Cuối cùng là ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố và lập kế hoạch khẩn cấp sau khi cây cầu bị phá hủy. Trên có chính sách, dưới có đôi sách. Với việc bảo vệ cầu Crimea chặt chẽ, không ai có thể nghĩ một chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ và một chiếc thuyền chở đầy thuốc nổ không người lái lại cho nổ tung cây cầu hai lần. Vì vậy, việc tăng cường tuần tra kiểm tra ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố mà địch ở trong tối ta ở ngoài sáng là rất quan trọng. Đồng thời bên mình cũng phải tìm cách tốt vận chuyển nhanh chóng vật liệu một khi cầu bị phá hủy. Chẳng hạn như dựng cầu phao gần cầu, tổ chức một số lượng lớn tàu thuyền giảm bớt khó khăn khi vượt sông. Tóm lại, việc bảo vệ cầu trong thời chiến không thể cầu thả. Cho dù bố trí lượng lớn vũ khí phòng thủ xung quanh cầu cũng khó đảm bảo không bị cá lọt lưới. Hơn nữa một số quốc gia có nhiều cây cầu, triển khai vũ khí phòng thủ gần tất cả các cây cầu trọng yếu là điều không thực tế xung đột giữa nga ukraine cho thấy tấn công là cách phòng thủ tốt nhất thay vì đầu tư nhiều nhân lực và vật lực để bảo vệ những cây cầu vận chuyển quân nhu ra tiền tuyến tốt hơn hết là trực tiếp đốt cháy ngọn lửa chiến tranh trên lãnh thổ của kẻ thù và giải tỏa những mối đe dọa có thể có đối với những cây cầu trọng yếu của chính mình đây là cách tốt nhất để đảm bảo những cây cầu không bị phá hủy trong chiến tranh hiện đại